Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Mình đang có mặt tại nhà anh Nguyễn và được sự chỉ dẫn của anh Sang đến đây để tham quan cái hội người Du Y miền Bắc. Và Đức Nhân đưa được gặp các bác bên công ty của sản xuất Anisat nhờ bác Sang giới thiệu các bác trong hội hôm nay. Và cũng thưa các bác, thưa toàn thể các anh chị em mà sau này xem với xem không. Thế thì nhân duyên thì anh em ta đã thù hiểu với nhau, biết nhau, khi biết nhau là thành lập cái hội người Du Y, cũng như là lịch trình là hôm nay là anh em ta sẽ gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm. Những người không biết thì học hỏi người đi trước biết rồi và chia sẻ những cái thân nào mà hiệu quả cho bà con nhân dân và thuốc nào mà mọi người đã dùng thấy hiệu quả sẽ chia sẻ cho bà con. Thế thì cũng là rất là vui là hôm nay là xin giới thiệu cả nhà là bác là em chỉ biết có chị Mai, bác thân mình là Triển à, và anh Triển và anh Triển công ty anh nhất sáu nước và là tổng giám đốc đã về để dự với gia đình yêu người của chúng ta là người Du Y miền Bắc. Chúng ta trong tay và đồng hành với bác là có em Sơn là bên công ty Xuân Sơn ở địa chỉ là tại Xuân Mai. Đấy, thì cũng đã về luôn. Thì trong cái quá trình làm người đấy thì chúng ta là tất cả mọi người là đều có duyên với nhau, biết đến nhau. Biết đến nhau thì vì hai cái sản phẩm này ấy, tại sao hôm nay chúng ta lại các anh về đây là cũng đồng hành với Xuân Sơn ấy, là cũng đồng hành mấy anh em tôi là cũng của hai năm nay rồi, cũng như là cái anh sát này cũng đồng hành với anh Kỳ có duyên đầu tiên thì anh em tôi mới biết đến. Bây giờ dần dần lan tỏa đến tất cả cái hội của mình biết và cũng có thể là bà con nông dân ai sẽ cần thì mình cũng tư vấn cho người ta là cái gì cần nào cũng hiệu quả. Thì cũng vui lắm là rất là hôm nay là hai bác về thì mới phát triển có cái giới thiệu về cái sản phẩm này thì thực ra là tôi cũng làm kênh và tôi chỉ biết sử dụng cái này thì cũng chưa biết là bây giờ mình dùng thấy hiệu quả, nhưng mà về nhiều những cái hoạt chất và tính năng tác dụng nó mình cũng chưa biết thì mình cũng hôm nay bác cũng giới thiệu cho mình biết. Thì cũng rất là vui hôm nay là được gặp các anh các bác là anh ở bên hội miền Bắc. Thì thực ra thì hôm qua có chị Mai có thông báo mấy hôm rồi là có một là gia đình là có cùng ăn sát từ lâu rồi và cũng mấy lần là muốn sang thăm anh người đấy nhưng mà cũng rất là bận không đi được. Thì hôm nay cũng cố gắng dành thời gian để cùng đoàn đi đến đây gặp các bác các anh hiện nay có một số các bác các anh người đã biết đến ăn sát và đã được ăn sát rồi. Thế nhưng mà một số người thì cũng thể là chưa biết được cái nguồn gốc xuất xứ và cái cơ chế tác dụng của nó. Thì hôm nay cũng nên được họp của hội thì công ty cũng xin phép được giới thiệu chi tiết để mọi người nắm được cái biết cách sử dụng và hiểu được sản phẩm. Thì từ đấy chúng ta sẽ yên tâm sử dụng và cùng nhau phát triển. Thì xin giới thiệu lại với các bác anh ở đây là tôi thì là lên trên tên đấy và tôi học ngành dược là dược sĩ đại học chứ không phải là làm nông nghiệp ạ. Nhưng mà chúng tôi là nghiên cứu và sản xuất những loại thuốc từ thảo dược chứ không phải là thuốc thân dược. Thuốc thân dược trước chúng tôi có làm là sau đó đấy là Việt Nam là có rất nhiều cơ hội để làm thuốc. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thấy là có một số các loại cây có thể làm thuốc cho cây. Cây từ năm xuất phát từ năm 2003-2004 lúc đấy chúng tôi đã nhận định là nếu sau này chúng ta cứ đạt được khoa học đạt được những cái hóa chất thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà như ngày nay chúng ta đã thấy. Và trước đấy thì tôi đã đầu tư tiền và đến 2011 thì bắt đầu đã có những sản phẩm đầu tiên, ISAT SH01 và ra đời năm 2011 được Bộ Nông nghiệp cấp giấy phép lưu hành là thuốc. Lúc đấy thì thật ra thì nó còn rất sơ khai thì vì là có đi giới thiệu cho bà con nhưng mà lúc đấy thì bà con cũng nghĩ là không có loại là cây để dùng cho cây, thật ra nó rất là chưa có tiền lệ đấy, cho nên là nhiều người đã chưa hiểu. Thì 2011 là Anisat 01 đã được cấp phép đầu tiên
đây cũng xin nhân đây xin giới thiệu với các bác là Anisat 01. Nó là một cái sản phẩm có thành phần là các loại cây bồ kết, cây bồ kết này, Pythium, đơn bút và cúc liên chi dạng. Thì ở trong đây là bốn loại này thì có bồ kết thì các bác gọi là rất là thông thuộc rồi, tức là người ta dùng bồ kết để gội đầu để làm thuốc này, rồi để xông xông để đuổi ruồi muỗi, đuổi vi trùng virus đấy. Còn đơn bút thì các bác biết rồi, cái cây này nó mọc hoang rất là nhiều ở đồng ruộng và tên gọi nó khác của nó rất hay, đấy là xuyến chi. Đấy, ở đây nhiều có thể có những bác đã biết về xuyến chi, thì xuyến chi là có thể xào với tỏi ăn rất là ngon. Đấy, còn cây thứ ba là cây cúc liên chi dại và cây Pythium thì đều là những cây làm thuốc trong ngành dược. Đấy, thì trong đây ấy, thì các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu và tách chiết cái polyphenol ở trong cái bốn cái loại thực phẩm này để pha trộn ở đây và làm ra một cái loại chế phẩm sinh học và được đăng ký là thuốc sinh học đấy, từ năm 2001. Thế và cái chế phẩm sinh học ISAP-S01 thì được ở Viện Hàn Lâm Khoa Công Nghệ Việt Nam đưa vào chương trình phát triển kinh tế Tây Nguyên 2013, gọi là chương trình Tây Nguyên 2013, từ năm 2011 đến 2020, tức là 10 năm để thử nghiệm và để đánh giá chất lượng kết quả ở trong cái 5 tỉnh Tây Nguyên. Và 2020 là các bác ấy đã tổng kết và đã cho những cái đánh giá kết quả hết sức là khả quan. Bây giờ cái buổi đấy vẫn còn link ở trên internet, các bác nào có thời gian thì mình có thể mình vào mình xem. Anisat này là ra hết ở trong đấy, thì cái nguồn gốc xuất xứ nó là như vậy. Thế và song song cái Anisat 01 thì các bác ấy cũng có đưa ra một loạt các sản phẩm 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, tức là 10 loại tất cả. Thế thì bây giờ cũng nói với các bác sơ qua lần lượt từng cái một. Anisat 01 là hoạt chất chính là polyphenol. Đấy. Polyphenol này thì ở trong cây nào cũng có polyphenol. Và polyphenol này nó là một chất kích kháng. Kích kháng có nghĩa là nó giống như vaccine ấy. Mình tiêm vào thì cơ thể mình ở cây nó sẽ tiết ra những cái loại men, những cái loại chất để diệt trừ sâu và kháng các bệnh. Đấy, đấy là gọi là đây polyphenol là chất kích kháng. Thế thì bây giờ nếu chúng ta dùng cái chất này sớm, tức là lúc còn cây còn nhỏ và dùng định kỳ, đấy như ở đây bác và kỳ với bác xa có cái dùng ấy, thì cây là đẹp tốt và ít sâu bệnh, ít sâu bệnh. Đấy, thì cơ bản nó là cơ bản là cái này. Nhưng ngoài ra nữa thì cái chất kích kháng này rất hay ở chỗ là nó sẽ chỉ tiêu diệt, chỉ ảnh hưởng đến cái loại mà nó có hại, chứ còn những cái loại có lợi thì nó lại không ảnh hưởng. Ví dụ như là ong, bọ rùa, rồi là chuột chuồn, rồi là những cái loại mà dung đất thì cũng không có. Chính vì thế cái này rất thích hợp với làm hữu cơ. Hữu cơ có nghĩa là cân bằng sinh thái, cân bằng hệ sinh thái, và con nọ là tiêu diệt con kia. Thì cái này có rất hợp với hữu cơ. Còn tất cả các loại thuốc sinh học bây giờ có trên thị trường thì nó vẫn tiêu diệt hết, riêng cái này nó không tiêu diệt, bởi vì cơ chế của nó là cơ chế gián tiếp, không phải cơ chế trực tiếp. Bây giờ bác lấy con sâu bác cho đây, bác đổ này vào không chết, là không chết. Nhưng nếu bạn dùng trong cây thì cây tự tự nhiên là sâu tự chết tự bay tự bị sụp đổ. Đấy, thì cơ chế của nó rất đặc biệt. Cho nên là vì là công ty dược cũng là thấy cơ chế rất là hay, rất là đặc nên mới đến hành làm. Chứ còn công ty mình cũng phải công ty nông nghiệp. Cho nên cái việc phát triển là nó hết sức khó khăn. Đây là cơ chế mới nữa, thế cho nên là rất là khó. Đấy. Thế thì đấy là cái Anisat 01 là nó có cái cơ chế tác dụng như vậy. Cho nên là khuyến cáo với các bác là dùng định kỳ thường xuyên, là dùng từ nhỏ. Và nữa là cái giá của nó tuy rằng là 2-300 nghìn một trang nhưng mà không hề đắt. Tại vì sao? Tại vì nếu dùng từ nhỏ thì điều lượng rất là nhỏ, không cần 200%, có nghĩa là một chai này có thể pha được 400 ml, chứ không phải là làm nếu mà mình mà dùng để hoàn thiện, tức là có sâu rồi, có bệnh rồi thì dùng này, đấy sẽ rất là tốn kém và có thể là không bỏ được. Cũng giống như người của mình thôi, chúng ta mình tiêm vaccine, bây giờ trẻ cứ trẻ vaccine năm cái là sẽ đúng 5-6 loại vaccine,
có loại 6 trong 1 luôn. Thế là sau này là các cháu nó sẽ ít vậy. Cây cũng vậy. Cây cũng vậy, không khác gì cả. Thì mình cũng dùng từ sớm và tiết kỳ thì cây nó sẽ ít sâu bệnh. Thì cái này là cái này cơ bản nhất là cái đại sản phẩm. Cái này là cái được dùng riêng cho loại cây công cụ. Đấy, cây công cụ để cho các là thấy hướng dẫn sử dụng chi tiết. Còn ở đây là đến cái loại là I-102. Cái này là dùng cho những bệnh do nấm và vi khuẩn. Ví dụ ở cây bưởi thì thường có vàng lá này, vàng tư này, rồi là cối dễ này. Đấy là những bệnh mà do nấm. Thì trên cây trồng ấy, thì hiện nay qua thời gian gọi là sưu tầm học đạo thì không phải là học ngành nông nghiệp cho nên cái gì học từ đầu. Xin chào các bác, anh chị. Chào bác. Vâng. Thế thì cái Alisa 02 này, cái hoạt chất chính của nó ở trong đây là phytoalicin. Phytoalicin cũng là một chất trong cây, không phải ở ngoài lá, không phải đâu đưa đâu vào. Nhưng trong quá trình mình trồng cây, mình dùng quá nhiều hóa học, mình dùng nhiều những loại mà nó có ảnh hưởng đến cây, cho nên là cái phytoalicin này nó ít, cho nên là nấm nó tấn công, vi khuẩn nó tấn công cái là cây chịu, không kháng cự lại được. Thế thì bây giờ là mình sẽ bơm thêm cái phytoalicin này vào để cho cây nó có tác dụng là ngăn chặn bệnh phát triển, quay lại làm lành vết thương và ngăn chặn bệnh do nấm và vi khuẩn phát triển. Đấy, thì tác dụng nó là như vậy. Cho nên là nếu như mà mình dùng thì cũng nên dùng lúc chớm để nó giúp cây nhanh chóng hơn. Còn khi nó bị nặng quá rồi thì mình dùng thuốc thôi đấy. Thì cái câu chuyện này cũng giống y hệt người thôi. Lúc nào mà cảm thấy nó có hơi lưu bốn cái là mình phải xử lý luôn chứ không thể để được. Đấy, cho nên là cái phytoalicin này cũng rất là cay ở chỗ là gì, nó là của cây, nó không phải là cái chất tổng hợp, không phải là cái chất mới. Nhưng vấn đề ở đây công nghệ ở chỗ là gì, làm sao mà để tắt cái phytoalicin ra pha vào đây xong tưới cho cây để cây nó thu lên, thì đấy là cả một cái vấn đề công nghệ mà đến bản thân tôi chưa hiểu được là các nhà khoa học đã sẽ làm thế nào. Thực sự là như vậy nên gọi là khoa công nghệ ở đây, cho nên là đề ở đây là giải pháp công nghệ nông nghiệp, tức là đưa ra cái giải pháp công nghệ để làm sao mà giúp cho cây khỏe mạnh lớn mạnh cái thu hoạch. Đấy, thì cái phytoalicin này nó rất hay. Đấy, và đương nhiên là khi mình dùng cái này thì nó là cái sản, nó là cái không dư lượng, bởi vì mình có đưa hóa chất vào đâu mà nó có dư lượng, đây là chất thiên nhiên và rõ ràng là chất luôn, là phytoalicin luôn, không cay luôn, không giấu gì cả. Đấy, thì cái này là cái cũng dùng rất hiệu quả cho các bệnh do nấm và vi khuẩn. Như ở bưởi hay cam thì cũng thường là bị trước đây là nổi lên là cái greening vàng lá cũng rất là do vi khuẩn, thì dùng cái này rất hiệu quả. Nhưng mà nếu mà ta dùng cái này thường xuyên rồi thì không cần cái này nữa, thì nó có không bận đâu mà đấy, rất ít. Đấy, thì bản thân anh Kỳ biết, anh sang đây là biết rồi, anh Kỳ là dùng mấy năm rồi, anh sang là bắt đầu dùng một năm thì cảm nhận được rồi. Đấy, đây là cái 02. Còn cái 03 không ba trong thành phần nó là saponin glycosid, là cái loại chất cũng là trong cây luôn, và cái chất này trong nhân sâm rất nhiều. Cái này thì nó lại cái sản phẩm đấy nó lại có tác dụng là dùng cho những bệnh do virus. Do virus virus bây giờ thì người cũng là đang lao đao, nhưng nó thì cũng cây đấy. Thì năm ngoái có đi cũng một không họ này có một người ở bên chỗ chỗ học rằng khi là bị virus là quả nó cứ như là bị biến dạng, quả nó sụp không ăn được, nó vẫn ra quả, vẫn ra hoa, vẫn có quả, nhưng mà quả không bán được, không ăn được. Đấy là cái nguy hiểm của virus. Thế thì nếu mà dùng I-103 thì mình sẽ dùng cái tác dụng của nó là cũng là ngăn chặn sự lây lan của virus và làm lành vết thương, ngăn chặn không cho phát triển nữa. Thì thực ra Alisa 03 là rất hiệu quả với những cái bệnh do virus, mà ở đây thì có thể các bác làm cây có múi, cây có múi, nhưng mà cây như cây ớt chuông này, cây cà chua này là bị rất nhiều, nó gọi là bệnh sóng đỏ này. Đấy, bệnh sóng đỏ mà do cái con vọ chích hút hay là con phấn trắng ở trên trẻ
cái eo đấy là nó truyền, nó truyền vào, nó giống như mũi đốt mình, mũi đốt mình truyền bây giờ trong da mà đang sốt xuất huyết với chân tay miệng đấy là do virus đấy, mà bây giờ cây virus là rất là đau đầu, hóa học không có loại nào chịu được, hóa học thì chịu chết luôn, chỉ có suy phát được da có nghĩa là chặt rồi không đi đốt trở cái khác thôi đấy. Người lúa là bị lùn sọc đen, lùn sọc đen thì bên này cũng đã kết hợp với viện bảo vệ thực vật để xử lý cái đấy thành công. Nhưng mà vấn đề đây là vì lúa nó dày cho nên là cái loại này là người ta chút kêu là đặc hóa thì sử dụng được đưa vào chặt dập ra thì nó hơi tốn kém đấy. Đấy là ASAT 03. Thế còn ASAT 04 thì đây giới thiệu các bác là cái này mà dùng cho cây có múi thì rất là hay. Tại vì sao? Nó có tác dụng là chống rụng quả, rồi giúp quả chín đều tỏng mã đẻ và kéo dài thời gian chín trên cây. Tức là cái này thành phần của nó là carbonic và phenolic từ thực vật, tức là tất cả cái này đều chiết xuất từ thực vật hết, từ cây cỏ. Nhưng mà cái này nó có tác dụng là gì? Các bác dùng thứ nhất là để chống rụng này, cái thời kỳ mà mới ra hoa không đậu quả hay chút nhiều vật dụng luôn trắng luôn thì cái này nó sẽ có tác dụng là chống rụng, điều mà chuyển hóa lại là chống rụng. Cái thứ hai là sau những vở gần già thời chín ấy, như vừa rồi hôm nay là có thể dùng rồi thì nó sẽ tạo một nó đẹp, và thứ hai là nó sẽ giúp tươi lâu trên cây, tức là đáng nhẹ ra tháng 8 thì mình cũng hoàn rồi, nhưng mình cứ để trong tháng 9 hoặc tháng 10 mình thu không sao, vẫn tươi vẫn ngon như vậy. Cái này nó có tác dụng đã thử nghiệm rồi, có thể là kéo dài được 30 đến 45 ngày, 30 đến 45 ngày bão hòa, và khi mình đem đi bán là rất là tươi, nó tươi lâu đấy. Thì cái này là cái tác dụng dùng một cây cũng được và đã thử nghiệm nhiều lần, và năm nào anh kỳ là một số người trong này đấy. Cho nên là tại sao buổi của anh là anh cứ bán hết là tại vườn chẳng muốn đi đâu được, chẳng đi đâu, mặc dù là một năm anh cũng thu đến nghe anh phát biểu đấy. Các bạn không biết ở đây là nhiều hay ít, và với công ty như thế thấy nhiều một bản quả, nhưng mà anh ấy cũng phải được từ mấy phút này. Đấy là cái sau vừa đấy. Thế còn là cái 05 thì là cái gọi là điều hòa chuyển hóa đạm, điều hòa chuyển hóa đạm cho nó, tức là mình ở đây mình hay nói về vấn đề dư lượng hóa chất, nhưng mình ít khi để độ đạm. Đạm cũng rất nguy hiểm. Đạm là nitrat, NO3 đấy. Nitrat vào trong cơ thể thì chuyển thành nitrosamin, và nitrosamin là một chất là có thể gây ung thư dạ dày. Đấy. Cho nên là có một dạng cách đây 4-5 năm ấy, thì các bà đi chợ ở Hà Nội trong trung tâm ấy thường là mua cái một cái thứ đạm, nó tầm 4-5 triệu đấy. Thử cái rau củ quả thì xem là dư đạm như nào. Đấy. Thời đấy là rồi đấy, thì sau đấy chắc là chưa thấy ngay. Nên cái cũng nào cũng rất là hay, nhưng mà hiện nay là chưa có nhiều. Còn cốt 6 thì là dùng cho đây ạ, ASAT H06 và dùng cho dễ đấy. Thì cái thành phần ở đây nó có một cái loại hoạt chất, nó cũng là cái trong thiên nhiên thôi, tất cả cái này đều trong thiên nhiên. Thì cái này dùng cho dễ thì thường là dùng vào cái lúc mà bắt đầu mới trồng, thứ hai là bị bệnh dễ thì mình dùng thêm cái này để làm sao hút cái xịt vẫn có nhanh hơn, tốt hơn, đúng không? Như con người ấy, mình nếu con người không tiêu hóa tốt thì có ăn bao nhiêu chẳng thể làm gì, đúng không? Thế cái này nó giúp cho vấn đề chuyển hóa phân có tốt hơn đấy, cho nên là có thể là dùng phân bón là sẽ hiệu quả rất nhiều, và cây to rất to sẽ khỏe, thì cái này nó là rất dễ. Còn ASAT 07 là dùng cho mầm chồi, tức là cái lúc mình mới trồng thì mình sẽ dùng số lần để làm sao cho nhanh lớn, hoặc là những cái loại cây mà thấy cái ngọn, ví dụ như măng tây hay là ví dụ như là rau muống, hoặc là những cái loại như là hoa bí dùng để cho măng ngọn nhanh, đặc biệt là dùng măng tây rất là tốt. Măng tây là cái loại gọi là rau cao cấp mà hơn 100.000 một cân. Đây là 07 và 08 để dùng cho củ, thì hiện nay công ty cũng đã sử dụng cho rất nhiều loại, ví dụ sâm này, đi lăng này, là ba kích này, đấy là cái loại thuốc
tiền tuần loại mà người ta được ở khoai tây và cà rốt đều có thì cái kỳ cụ của nó nó tăng trưởng tầm 20-30% và chất lượng cụ là tốt. Còn 09 ai sang 09 có ạ? Có không có thôi nói bây giờ ai sang 09 là cái loại mà gọi là chuyển hóa giúp cho chuyển hóa dinh dưỡng thực phẩm, có nghĩa là gì, sử dụng ở trong các vùng mà bây giờ mình bị ô nhiễm đấy. Đấy thì dùng cái đấy để mà chuyển hóa, tức là nó sẽ thay đổi cái chất mà có hại cho cây trồng, nó sẽ tạo thành cái phức hợp và nó sẽ ngập sâu kín xuống dưới, nó không có ở trên bề mặt nữa, để làm sao cho đất tơi xốp nó mở rộng trở lại, không tổng được lại dùng phân bón được, thì nó sẽ thay đổi được cái đất đai trồng. Thì bây giờ là hiện nay đất đai mình là dùng nhiều hóa quả ban đầu nó gọi là ô nhiễm dùng hóa chất hóa dùng cái đấy. Thế là ai sẽ chi còn ai sẽ cắt cùng mười các thể loại trừ mầm cỏ, trừ mầm cỏ thì ở đây cái này nó chỉ có tác dụng đối với mầm cỏ thôi, còn cỏ lớn là đang dùng được. Cỏ lớn thì nếu trong hữu cơ thì có thể là người ta tỉa hoặc là người ta dùng tay một máy, còn ở ngoài số nơi thì bây giờ vẫn dùng chỗ bỏ chặt thì cái đấy rất là đắt và cao. Tức là dùng khi cỏ nó còn ở mầm, cái hạt cỏ ấy, chứ còn nếu nó lớn lên thì không. Thì đấy là toàn bộ 10 cái loại ISAP thì cũng nói giới thiệu qua để các bạn biết. Thật ra nói lúc như này thì không thể nào các bạn biết ngay. Thì bây giờ là mình cũng cứ học hỏi lẫn nhau, các bạn đến bạn kỳ đặc sản rồi cũng các bạn sẽ được thôi. Thì mỗi lần như vậy thì có thể thành lập một nhóm để mình chia sẻ giao lưu hướng dẫn cách dùng của nó chi tiết cụ thể hơn. Thế thì thật ra thì bên công ty cũng rất là mong muốn là làm sao để triển khai và đưa đến tất cả những bà con mà trồng cây có múi nói riêng và tất cả các bà con mà cách tạo nông nghiệp chung để làm sao mà thay đổi để cái ta vừa là sạch cho ngăn ngừa bệnh tật cho mình, cho người làm vườn, cho bà con xung quanh, sau đấy để đưa ra cái nông sản hoa trái cây trái mà có chất lượng cao và được người tiêu dùng đón nhận. Chứ hiện nay thực ra là thấy là nó hơi lung tung lung tinh và chẳng biết chọn cái nào như nào. Ngoài ra thì công ty cũng rất là mong muốn là hợp tác với các bạn để làm sao giới thiệu sản phẩm của các bạn, giới thiệu công ty đã giới thiệu rất nhiều loại và bản thân công ty cũng đã trực tiếp làm. Ví dụ cạnh này, chè này, cà phê này, rồi trà hoa cúc, trà hoa hồng, trà hoa hoài, tức là những cái loại mà có thể bảo quản lâu được. Thế còn trái cây thì cũng có ở trong kia có sầu riêng này, có bơ này, rồi công ty đã triển khai trồng để xuất khẩu những ớt chuông và hiện nay thì đang trồng ớt cay để xuất Hàn Quốc. Đấy, còn ớt chuông thì thường là bí ngòi, rồi là cà chua thì bán cho công ty Đài Loan thì xuất sang Trung Đông, châu Âu đấy. Thì thật ra sử dụng cái này hết đấy. Thì nói chung là bên công ty dược cho nên là không dám đổ để công ty dược, công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Gia là do dược sĩ đứng đầu không dám đổ đấy. Còn công ty dược mà do kinh tế hay là các ngành khác làm thì có thể họ không học về dược có đi cho nên họ quá đấy. Nhưng mà mình cũng để công ty nào mà có người là chuyên cúi đầu không làm có nhiều thì tất cả các sản phẩm đều là có sự thật và đều có nhà nghiên cứu, thậm chí là những cơ quan đơn vị lớn người ta làm trước để xong công ty tiếp bước theo sau, và công ty cũng mong muốn là chuyển giao và giới thiệu đến tất cả bà con để làm sao chúng ta tạo ra được cái môi trường trong sạch, canh tác nông nghiệp tốt để thu nhập cao hơn. Và thật ra là cũng muốn như vậy để công ty và khách hàng công ty cũng có những sản phẩm tốt sẵn để mà dùng đấy. Ví dụ như là công ty cũng lấy bưởi của anh Kỳ để biếu cho khách hàng, vì hệ thống khách hàng với công ty cũng rất là nhiều đấy, tầm vài nghìn nhà thuốc và vài trăm bác sĩ, hàng trăm bác sĩ, và người ta cũng rất là mong muốn có những đồ sẵn, đặc biệt nếu mà các bác ở trong đây có bưởi Nuri thì giờ này là tuyệt vời. Thì vì sao cái bưởi Nuri là bưởi rất là ngon đấy, và ăn cũng rất là ngon, nghe là
từ mấy năm nay rồi, nhưng hôm nay thực sự là mới đi lần đầu tiên, đã đi sờ vào của UV, là rất là tự hào vì các bác đã mạnh dạn thay đổi để làm sao mà mình có những cái gọi là thu nhập kinh tế tốt hơn để mà chuyển đổi cây trồng làm sao như là phù hợp để rất là thấy sao rất là mạnh dạn thay đổi vậy, thì rất là vui và mong muốn các bác làm sao sau đấy là tiến tới mình làm hữu cơ, mình làm hữu cơ thì giá trị sẽ tăng cao nữa, hữu cơ thì phải có chứng nhận, còn đây là mình làm hữu cơ đấy là mình công nhận nhau thì chưa được. BGS là chị Mai là trong điều phối ba BGS, thế rồi hai cái ông mình làm tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam của chỗ đầu thì cái giá khoảng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế thì qua cái buổi này cảm ơn tất cả các anh đơn giản như vậy thôi ạ. Còn nếu hôm nào mà biết trước những cái ngày thì sẽ mời các bác có cái bản chiếu ạ. Làm hôm đấy thì các bác sẽ nhìn rõ rất nhiều hình ảnh từ Nam các bác. Vì công ty đã triển khai cái này từ năm 2016. Nghiên cứu từ 2022-2023 và triển khai bắt đầu từ 2016. Có nghĩa là gần 1 năm rồi. Thì tất cả mọi đều có mô hình, đều có mô hình. Và có rất nhiều cái ứng dụng thực tế đã nhìn thấy. Cho nên là rõ nét hơn cái tổ hôm nay mình nói này thì nhưng mà nói như này thì là tình cảm, tình cảm rất nhiều, có thể ngồi với nhau nói chuyện nó rất tình cảm. Thế cảm ơn tất cả các anh đã đi lắng nghe và chờ. Mai là quả
quản lý để phân phối và đánh bạc. Hôm nay về đây thì hôm nay được gặp mặt tất cả của các bộ trưởng các bộ trưởng này. Thế qua anh chuẩn ra là giám đốc cũng đã vừa chia sẻ với chúng ta là về công tác dụng và công nghệ hút thuốc để cho mọi người biết được là hút thuốc có tác dụng như thế nào và cách dùng như thế nào. Nhưng qua cái chia sẻ thì của anh chuẩn thì tôi là người thực tế là tôi dùng về hôm nay của công nghệ hút thuốc cấp cho tôi dùng năm nay và bác năng đây thì cũng ở trong công tác bộ vượt của xã chúng tôi thì bác năng cũng dùng năm nay cũng được 2 năm rồi. Qua cái thực tế thì cái điều kiện này là bài thứ nhất bây giờ là xu thế của bà con nhân dân bây giờ là đang cần chuẩn bị làm sao để an toàn và để tạo cho những người sản xuất thì cái thuốc này cho là cái thuốc tôi đã dùng 4 năm nay rồi tôi thấy cũng cái thuốc này là nó rất có tác dụng nhưng dùng phải đúng theo quy trình từng tháng một tháng nào dùng thuốc nào đến tháng sau dùng đến một tháng phun bao nhiêu lần như thế nào dùng không phải phun đúng theo quy trình thì nó mới có tác dụng. Thì nếu cái thuốc này mà phun mà tháng này phun một lần, tháng sau phun một lần, phun cách xa ngày mà còn vài hai phun mà không đúng quy trình thì nào phun. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu nói về cái thuốc này mà trước khi mà cái cây quả bóng mũi như của chúng ta đã bắt đầu chúng ta phun phòng trước khi ra đồng chúng ta cũng một lần bắt đầu nở hoa ra chúng ta cũng sợ lần cũng bình thường cho đến lúc nó đã quả rồi mình phun tiếp phải phun 3-4 lần liền thì một là nó sẽ có tác dụng là nó sẽ chống hoặc chống nấm hai nữa là những cái con bọ để nó đốt không được rất là bảo đảm và nó giữ được thuốc này là nó sẽ giữ được động hóa rất là tốt. Tiếp theo thì đến nếu như phun đúng định kỳ của cái thuốc này là chỉ có nửa tháng phun một lần không được kéo dài. So với cái thuốc kia thì thông thường và thì chúng ta phun là 1-2 tháng chúng ta phun được riêng cái thuốc này bảo đảm phun thì nó rất tốt. Như tôi thì tôi dùng theo những quy trình tôi thấy cái thuốc này là nó rất là tốt. Cái thứ nhất là nó làm cho cây đậu quả mông quả của thế này và phun cái Anisat 4 này phun để cho nó đẹp mà nó chín đẹp cho rất là tốt. Kể cả mà mọi người phun vào cái người hoa ban nếu như bình thường dùng những loại thuốc kia không thể làm chín được như cái thuốc này. Thuốc này mà phun vào hoa ba chỉ như hoa một luôn, vàng đều luôn. Hoa hai, hoa ba là của nó là cái nhít nó không bao giờ nhặt. Mọi người cũng nhận ra cái bộ của anh. Thế nhưng riêng phun cái thuốc này là nào mà chín được? Nó có cái tác dụng của cái thuốc này là nó giúp được người rất là lâu. Để mà tôi để đến tháng thứ 10 nó không nhăn ra như cái tuổi mà mình để bình thường đâu. Cắt ra để mình thấy nó nó trôi thuốc rất là tốt. Vậy thì là cái thuốc này thì của cái tổ vệ sinh mỏng của xã Hà Mộ thì tôi cũng làm tốt đã rộng khắp xã rồi. Và bây giờ nó dùng coi như là đến đội gần như là 8 đội anh em đã 8 đội tôi dùng cái thuốc này của công ty cho nên là nên dùng thuốc sinh học, phân hữu cơ, thứ nhất là bảo đảm là cho sức khỏe của người sản xuất và đưa ra cho người tiêu dùng rằng là tiêu dùng có chúng ta bán cái giá
ra mà đúng ra mà tôi nói thật, nếu như mà nói về mà đã có tiền tuổi nào phải có tem mác thì ra ngoài thì mới có người công nhận, chứ nếu như không có tem mác ra ngoài thì tất cả đều như nhau tất đấy. Nhưng mà nói lại về cái thuốc mà ra ngoài mà cái sản phẩm của mình đã là sản phẩm sạch rồi thì cũng xin anh chuyển và chị Mai sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Mọi người chúng ta đều ra có tháng một số những là các ông ăn để đưa vào cái môi khỏe này các bác ạ. Vâng, thì tôi cũng chia sẻ cho mọi người ý kiến để tất cả chúng ta nên chúng ta có một cái sản phẩm sạch tốt hơn. Chị Liên. Bạn vừa rồi theo dõi một đoạn chia sẻ của bác tổng đốc của công ty Alisat và cho bác Kỳ là người tiêu dùng, thì NKTV cũng muốn truyền tải tất cả những cái thuốc cũng như các cái phân bón làm sao nó không những hiệu quả mà nó còn bảo đảm về sức khỏe và cho môi trường và luôn được cây trồng của con người. Đặc biệt khi một sản phẩm bán ra thị trường cũng như mọi người, nếu chúng ta mà dùng cái sản phẩm nó không được sạch, nhất là sẽ ảnh hưởng sức khỏe, thứ hai những cái giá trị của người bán ra, bán của người ra hoặc là sản phẩm sẽ không được giá cao, không có chỗ đứng. Và khi mà chúng ta dùng các sản phẩm tốt như các cái phân bón như bên chỗ Hải Sơn, trên ông Sơn đọc trên chỗ cái hạt sát để phun cho các cái chế phẩm trẻ vậy, thì chắc chắn hoa quả sạch, sản phẩm ra sạch thì sẽ có chỗ đứng tốt hơn và bà con sẽ có nguồn thu tốt hơn để chúng ta đầu tư khoa học. Nhưng mà ban tiền thì về thì tiếp chưa dùng, nhưng mà đương nhiên phỏng vấn chỗ Bắc Kỳ là người tiêu dùng 4 năm nay và chỗ bác Lan là 2 năm thôi, thì đương nhiên về rất muốn cần có những thông tin nhiều hơn nữa để bà con có lòng tin hơn. Và làm sao các bác chia sẻ làm sao cho bà con lần sau các cái sản phẩm này mình kiểu như là có giấy tờ kèm theo bà con thì người ta mới là đầu tiên. Đúng. Và có số điện thoại của các bác để ví dụ là cần trao đổi kỹ hơn qua những người tiêu dùng như Bắc Kỳ, hoặc là những khi bạn phát kênh của liên hệ thì chắc các bà con sẽ quan tâm sản phẩm, thì ai là người trong công ty là cái người là chia sẻ điện thoại để giúp cho bà con để tìm hiểu thêm hoặc là mua sản phẩm từ đâu. Ví dụ giờ miền Bắc thì chỉ quản lý nhưng mà ở Hà Nội thì các vùng quyền đang phước hẳn để phúc thọ thì các Bắc Kỳ hoặc ai để có một sản phẩm ở đây đây là đang xin xuất bản của mình. Cho số thoại chị ạ, thì tôi chỉ là chạy rồi không có đây, đây là chị, đây là mình nói ở đây, nhưng mà qua kênh thì người ta không biết được số thoại đấy, thì em có thể chỉ đọc số bản chị 094 chạy con đây ạ 094 6879 575 92 cũng biết là công ty của Anisa. Vâng ạ. Thế là ai có thể mà muốn quan tâm đến cái sản phẩm chế học sinh học Alisat này của công ty để làm rõ hơn, thì qua cái số điện thoại của chị Mai vừa rồi thì chị có thể chia sẻ cái công năng tác dụng của nó nhiều hơn nữa, kỹ hơn nữa và cách sử dụng và giá cả, bạn có rất quan tâm đến giá cả nữa và cung cấp ở đâu và mua qua kiểu như bây giờ người ta qua mắt tiếp thì có cung cấp không, vì các em biết sản phẩm này ship thì rất là dễ, có thể nó tiếp là bạn qua các cái vùng miền thuộc về Tan Dương và Đức thì có lẽ ai là người đứng đấy cung cấp cho sản phẩm, thì bây giờ mình rất cần cái thông tin đấy cho bà con. Cảm ơn chị và cô Tuyết và chị, cảm ơn chủ nhân. Chú Sơn bên xây dựng Sơn có tôi chia sẻ bài nhiều cho bà con. Chào với bà con, thì hôm nay rất là may mắn được đồng hành cùng anh Đức Thiên Di Nhi cùng công ty Anisat tại đây là ra kiểm tra để cái vườn xa và bác chúng ta thực sự em thấy là cái mã rất là đẹp, cây trái rất là đẹp và đây là một chủng những cái trái bưởi Su Vi mà trái vụ đấy thì rất là đẹp. Em cũng mong là quý bà con có thể là tìm hiểu về sản phẩm Anisat này để làm sao mà có chất lượng nông sản mình tốt hơn đấy, cái quan trọng là càng ngày càng năm mình càng hướng đến cái nông sản sạch, làm sao mà giữ được cái sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng, thì cũng như phân bón chi hữu cơ đấy cũng đầu bà con là đều chưa biết đến, nhưng mà bà con thì từ khi sử dụng phân bón chi hữu cơ thì đều công nhận tốt 100%, thì em cũng mong là bà con tìm hiểu sản phẩm Anisat này để cho cái chất lượng nông sản tốt hơn nữa. Này cảm ơn quý bà con. Không những tốt mà còn cái cơ bản sức khỏe của người nông dân và cái người tiêu dùng. Cái sản phẩm mà bây giờ thì Việt Nam mình đang dùng được sản phẩm hữu cơ nhiều hơn và sau đó thì xuất khẩu đang mở rộng rất là lớn, thì em cũng mong bà con càng ngày mình cũng bớt được dùng sản phẩm hóa học đi để cho hạn chế đi, để cho cái
sức khỏe cũng như là cái tỷ lệ uống được theo rất là rất nhiều. Và cảm ơn bên công ty của bên anh gì nhỉ? Và cảm ơn anh Triển đã cung cấp cái thông tin một sản phẩm tốt cho bà con trên kênh TV. Và chúng em Sơn với Nguyễn Hồng Sơn thì hôm nay trên TV đến đây là thăm anh người đó, người về Trung Minh của chú anh Sa và anh Thân thì không có bạn ở đây vì anh đi viện. Thì tình cờ đến gặp được sản phẩm này tốt ở đây và cũng chưa được dùng, nhưng mà qua cái chia sẻ của chú bác tổng đốc bác Triển và cho bác Huy là người tiêu dùng 4 năm, người tiêu dùng 4 năm cái sản phẩm này rồi thì nói rất tốt, nhưng mà các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn phải cũng dùng thử kỳ thì bác thử thì các bạn mới chia ra thị trường để chia do gia đình nhà mình và bà con hàng xóm đang tìm bằng người thân thì các bạn phải dùng 4 năm cũng như trước kia với Sông Sơn tôi nhận thấy không dùng 2 cây để sẽ không lan tỏa được thì cái sản phẩm này phải đáp để dùng thử đã khi tốt rồi thì chúng ta sẽ lan tỏa rộng hơn nữa và nó sẽ sức hút tốt hơn nữa. Cho nên các bạn muốn thấy hiểu không thì cứ dùng thử một chai dùng hoặc theo định kỳ công ty chia sẻ giai đoạn nào là tầm bảy phút thì nó sẽ hiệu quả hơn và sẽ năng suất hơn, và hai nữa là nó có sản phẩm, nó có thương hiệu thì chúng ta bán được quả bưởi nó sẽ giá trị cao hơn. Một quả bưởi cũng thương hiệu chỉ bán có kỳ 50.000 không chắc cũng không có phân bón, nhưng khi chúng ta đầu tư một chút thôi cũng là thay đổi, chúng ta dùng cái sản phẩm kia mà nó không tốt thì là thay đổi sản phẩm để chúng ta nâng cao cái chất lượng và nâng cao vào cái bảo đảm đặc biệt là sức khỏe tiêu dùng. Số 1 thì khi người tiêu dùng mà tốt hơn tốt thì chắc chắn sản phẩm sẽ được giá cao hơn, nó sẽ có lãi hơn, giúp cho cả gia đình mình tốt và giúp cho cả xã hội tốt và giúp cho công ty chúng tôi. Cảm ơn các anh chị. Thì bưởi của anh Kỳ như năm ngoái là chúng ta chỉ bán được 18-20 một quả thôi, nhưng vì dùng ăn sáng 4-5 giờ nó nâng cao, nâng tầm giá trị nông sản lên và nâng cao chất lượng lên và mẫu mã của bưởi rất đẹp. Vườn bưởi nó vàng rộn lên, và khi tôi vô tình có anh Kỳ không báo rất là bận, thì vô tình về thăm anh Kỳ thì lúc này đang 3-4 người đến thu mua bưởi và rất là mừng là cái vườn bưởi nó đẹp, nó vàng rộn lên. Tự các bác đấy đều nói với tôi là ôi chị ơi, bưởi rất là thơm mà ngon, thì chúng em mua nhiều năm rồi và các bác mua bao nhiêu, bác mua 30.000, trong khi ở ngoài đang 18-20.000 để đến xe ô tô đấy bán rất nhiều không bán được. Mà đây khi dùng các cái phẩm ăn sẵn, khi bưởi nó thơm nó ngon, người đi buôn nhá, người ta cũng tin chứ đừng nói là người dùng. Người ta đến thu mua năm nào cũng mua tại vườn anh Kỳ. Công ty chúng tôi cũng đặt anh Kỳ đặt chất 2 tháng. Chứ không anh cũng không bán luôn. Anh bảo người ta đã hết rồi em ạ. Và em mới thúc cho anh phải bán cho em chứ. Em biết cười thì trêu nhau như vậy. Nhưng thực tế là không có bưởi để bán. Thì 30.000 một quả người ta mua tại vườn và bán chia sẻ lại. Cứ cầm quả bưởi để cô ơi thơm lắm, cô ạ, cảm ơn cô, để chúng tôi có được những sản phẩm như này bán cho những người cần hàng tiêu dùng an toàn, vừa sạch vừa thơm vừa ngon như này. Đấy là chúng tôi rất là cảm thấy là vinh dự và tự hào khi mình công ty chúng tôi được viện nghiên cứu chuyển ra những cái dòng chế phẩm cảm ơn như thế này. Trước mắt là an toàn cho người làm vườn, sau đó là an toàn cho người tiêu dùng, sau đó là muôn đời con cháu chúng ta đất đai không bị thoái hóa bạc màu mà cân bằng hệ sinh thái. Càng ngày về sau khi ta dùng cái sản phẩm này thì cái lần phun nhanh thì nói là được giảm liều phun xuống cách lần phun ra, nghĩa là cái đầu vào nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đấy em, đấy là cái điều mong mỏi của các bác ở viện và công ty chúng tôi cho mọi miền đất nước. Và vừa rồi tôi vừa chia sẻ đấy, hôm qua mà tôi đi lên Điện Biên tận vùng sâu xa nhất, ở tận quan sát bên dưới Lào, mà đường đi thì quá khổ rồi, có mấy cái số chúng tôi đi 5 tiếng mới lên được. Và ở đấy mà tôi rất ngưỡng mộ những cái người đứng đầu cái viện đó, là về trường học ấy, gọi là cái gì nhỉ, hôm qua anh giới thiệu tự dưng lại quên, thì hôm qua đi này qua đi ba hôm ngày về ngày hai đêm qua mới về đến. Thì dùng cái ASAP này thì anh đã được giới thiệu đến và sẽ trồng rau sạch mấy chục hectare rau sạch cho tất cả các trẻ em trường học được ăn. Và khi anh bảo nếu anh đang ứng dụng mấy chục hectare này, nếu mà tốt anh sẽ ứng dụng toàn huyện luôn, tất cả các trẻ con ở vùng dân tộc đấy được ăn sản phẩm sạch từ cái ăn sắc của em. Thì tôi rất là cảm động, tự dưng mình muốn khóc luôn ấy, là có một cái người mà tâm huyết đam mê như vậy mà mời tôi mãi không lên, từ người rất là bạn nó xa quá, nghe cũng thấy tôi không thấy ở dưới này người đang hết không biết việc. Thế mà trên đấy thì tôi nói là
năm thì là mình tự dưng mình rất là muốn cho cái thế hệ tương lai của chúng ta được ăn sạch, uống sạch và được khỏe mạnh, chứ không như chúng ta bây giờ, đúng không ạ? Rất độc hại. Chúng tôi làm rồi chúng tôi biết ung thư rất nhiều. Tôi đang quản lý toàn miền này, toàn ngoài Hà Nội này thì các bệnh viện lớn, nhưng bây giờ lại chuyển sang làm cái ăn sát này thì tôi thấy nó rất cộng đồng quá, và cái xã hội như bây giờ chúng ta ăn uống rất là độc hại thì tôi thấy nó rất cộng đồng hơn, và tôi chuyển hẳn sang bên này. Chứ trước kia tôi phụ trách toàn bệnh viện lớn là bệnh viện mà tôi rất thương mọi người ốm đau bệnh tật cũng là do cái đầu vào, và chúng ta nếu mà làm thuốc thì là chỉ chữa cái ngọn cho dân thôi, nhưng chúng ta đưa cái ăn sát lại vào thì chúng ta chữa cái gốc cho toàn bộ xã hội chúng ta bây giờ. Làm sao ăn uống sạch sẽ này, sức khỏe người làm vườn cũng như ung thư nữa. Tôi đi các vùng miền là ung thư nhiều lắm, nó toàn ở cả bệnh viện thôi, đúng không ạ? Toàn người nông dân thôi là bị ung thư rất nhiều vì mình không học, vì mình nhiễm độc nhiều. Và chia sẻ với tôi buồn là chúng ta chia sẻ là nhưng mà lợn hay chuồng rau hay uống đấy ạ. Tôi đã từng gặp bác cũng đang, bác cũng nói cái vấn đề đấy, và chúng ta không được phép như vậy. Chúng ta làm tuy là lợn hay chuồng rau hay uống thật, nhưng chúng ta vẫn bị ăn, vẫn bị bẩn. Làm sao ạ? Vì cái nguồn nên chúng ta bị ô nhiễm, chứ đâu phải chúng ta làm ra cái phân bón chúng ta thu đạo mà không phải, hoàn toàn không phải. Cái nguồn nhiễm thôi nên chúng ta vẫn bị hút lên, đúng không ạ? Chính vì thế mà trẻ con bé tí ung thư, cả một bệnh viện ung thư lớn như vậy, chuyển máu học trung ương đây chúng tôi rất là thương. Chính vì vậy bây giờ là sẽ tổng rất tâm huyết, và tôi là đam mê, tôi là được trời Phật đặt vào tay, không phải là tôi thật, tôi rất tin tâm linh. Chứ tự dưng là mình chả học các gì nông nghiệp cả, mà bây giờ đang làm rất là nhàn, đúng không ạ? Rất nhiều tiền, tự dưng lại bỏ đi làm nông nghiệp rất vất vả, chồng mắng con mắng bạn bè mắng đi ngày đi đêm. Hôm qua đi 4 ngày về, chồng hỏi em yêu đấy, em đi hôm nay có cuộc hội thảo rất lớn, em không thể bỏ được. Anh mà vui đi, hôm qua hôm nay 6 giờ sáng em bỏ dậy đi. Để chia sẻ thêm được cái niềm đam mê, muốn mang những cái sức khỏe cho cộng đồng, muốn mang những cái sức khỏe cho đất đai chúng ta, con cháu chúng ta. Rất ngưỡng mộ anh, nhưng lúc anh làm được cái em còn muốn cho dân là tạo tượng anh ấy. Từ vì anh đã nghĩ thế hệ mầm non của tương lai cho các cháu ăn sạch uống sạch, mẹ em tìm những cái chế phẩm nào của anh sạch này, em rất cảm động, em sẽ đồng hành cùng anh. Đấy, hôm qua đang hứa với nhau như vậy, và ra lên tường chạy vào gọi, và lại hỏi lại là em nên phun như nào thì em đang phun cho rau ngót 2 hecta rau ngót đang làm cây giống. Cái thuốc này cũng vừa nãy chia sẻ nó là một bác sĩ tiên trọng, chúng ta phải làm từ đầu và làm đúng, làm đủ, làm không đúng là không được, vì nó không phải là chữa bệnh mà phòng bệnh. Nhưng tất cả đã biết chúng ta qua đi đi đâu ạ, nhưng nhà nước cứ hỏi em đi tiêm virus đúng không ạ? Đấy, đấy là cái là phòng bệnh, và nó tạo có các chất kích khác tự do em gì của người sâu bệnh như sẽ tổng đã chia sẻ rồi. Nhưng chúng ta phải làm đúng, làm đủ thì vượt quá liền mong đợi của chúng ta. Nhưng chúng ta tích tiền không được đâu thì không làm đủ là không được, tự vì nó phải khỏe, nó phải cây, nó phải thì nó tạo các chất kích khác tự phòng bệnh, cũng như con người chúng ta phải, đúng không? Chúng ta sẽ không bị bệnh. Đấy là cái này là cái đưa vào trong cây là như thế. Thì nhiều khi rồi tôi làm đầu tiên thì bà con cứ bảo là cô ơi, nó sâu nó không chết, nhưng mà nếu mà sâu chết thì mình cũng chết, nó sâu nó nghe nó mắc người. Thì tôi bảo là cái trên biển tờ rơi này các bác, đầu tiên tôi cho qua từ 6 đến 11 giờ đêm, nên tôi tụ lại rồi từ 7 đến 11 đến 10 giờ đâu đi khắp mọi miền đất, ai gặp cũng là cô trả lời tư vấn đang ăn cơm chạy ra chồng lại mắng suốt ngày, bị mắng là đam mê quá. Nhưng mà thực ra rất là thấy có ích cho cộng đồng. Cái sản phẩm này tôi rất ngưỡng mộ các bác, tôi rất cảm ơn các bác. Tại sao đưa ra những sản phẩm tốt như thế này? Không những thế là nó phải chữa bệnh đâu mà ăn rất là ngon. Khi ăn gạo ấy, chú ạ, mình ăn cái gạo hạt gạo mà mình dùng nhai sẵn này, cái rau quả nó ngọt luôn. Ông ơi, cái người ở đây ngồi của chú anh thì rất tin. Cái gạo ăn sẵn của chúng tôi đã có gạo rồi, nên sẽ tổng và chia sẻ rất là ngọt cơm. Hôm vừa tôi đi hội chợ ở chỗ ba Văn Quốc Thanh, hội nông dân làm ra, hội nông dân đứng ra để chủ trì. Thế thì có một cụ già hơn 30 tuổi rồi, đi mua gạo của chiều hôm đó, mua một yến rồi, đi xe máy. Tôi rất thương, tôi hỏi để mai con bảo mọi người, các cháu nó đứng dẫn nhà cho ông không phải đi như thế này. Chiều sáng sau lại, cô ơi cho cô một yến, ông vừa mua qua, ông ăn làm sao hết nhanh thế. Ông bảo là, ông về, người già như thế, ông cảm nhận được ngay. Ông về, ông ăn cơm ngọt quá con ạ, ông chưa ăn cái gạo nào ngon như thế. Cả em đây làm như thế giới đấy, mà cũng nhân viên công ty trồng lại vùng miền ở dưới Long Định. Thế thì ông lại bảo một tên mà mai con cho chuyển cho ông. Ông không sợ hết mà có hết mà không, con vừa thu hoạch rất là nhiều. Thế thì chia sẻ thêm với cả nhà là nhân viên công ty giờ trồng hết ở các vùng miền, trồng hết cái nhà nào có con cháu cho trồng hết. Thế thì bố mẹ con chung sổ gạo đấy ở Long Định, hôm nào đấy mà nhân muốn về chị sẽ đưa nhân về để thực tế phỏng vấn, nghĩa là chị rất thích làm gạo, làm sao cho dân ăn, và nhất là làm sao cho trẻ con thích ăn.
tiểu vì là những người nghèo đều phải ăn gạo rau, chỉ có giàu mới ăn hoa quả hoặc ăn thịt thôi, nên chị rất đam mê trồng lúa và trồng hoa dân. Thế thì để tất cả mọi người được ăn sạch, thế là cái niềm đam mê lớn nhất của chị. Và cái ông đấy, ông bố đấy ở cái Nam Định đấy, của nhân viên công ty đấy, đầu tiên có 3 sào thôi, con ra mang về cho ứng dụng, không chỉ ứng dụng cách đây 3 năm, không ứng dụng bảo thôi chúng mày không nhiều lắm, ta không bắt bình được. Thế thì chú đấy phải từ Hà Nội phóng về phun cho bố, có 3 sào nhỉ, cũng phải phun cho bố hàng tuần phải về đấy, người thông bố phải phun. Thế đến lúc đến năm thứ 2 thì ông bảo ta thấy ăn gặp chúng mày ngon mà không có mùi, bây giờ mở luôn cho cả gia đình chúng ta được người nhá. Không sao cả, kể cả bạn tay em không sai, anh Kỳ thì không cần phải mời mời các ta. Chúng ta cũng nhìn xuống sẽ rất là thơm như mùi bồ kết thôi, đây vào tay cũng thoải mái luôn, đi lên chị bốc ăn mùi rất là thơm như bồ kết luôn, thơm đấy đấy chua đấy. Thế thì đây thoải mái tí bốc ăn không phải sợ gì hết cả, cũng ăn thảo dược đúng không chú nhá. Ra nói chuyện với anh Kỳ với các bác trên hội thảo này. Dạ, khi bà con xem kênh rất quan tâm đến các sản phẩm sạch của bà, liên tục đặt những câu hỏi thì tại sao anh có quay các cái sản phẩm các bác ơi, chúng tôi chia sẻ từ sinh học là có hay không đặt câu hỏi thì ra thì từ các cái nhà các cửa hàng bán là cũng chưa nhiều lắm. Đúng rồi, chị chưa cho làm đại lý chị đặt tốt, đại lý thì chưa làm đại lý là gì sao, nếu làm đại lý thì được nhiều người dân nên chị sẽ đưa tận về các trang trại là vườn dân ứng dụng đến. Chúng tôi bảo là dân cần hai trang chị đưa, một trang chị đưa, muốn truyền tải công việc của các bác ở viện chuyển ra phòng viện các dân em tưởng nên là em ạ, chuyển ra phòng viện dân chứ không phải chuyển ra phòng viện phung tên đầy của dân tộc dung quê hương Vĩnh Phúc. Vâng, và anh yêu chồng và vâng anh con nghe lên tôi đây anh mời bà con trên kênh nha, mời mọi người cùng đi mời bà con đây nha, vừa mới làm cho cái phút đây là đây là tầm 10 phút sau. Không, bắt cứ làm một cái gì đó. Phút đây là đây là làm tiền này. Và bây giờ nhân hạn thì mai trả được tay thì cả. Giới thiệu với cả các bác là cái ba xào mới đấy. Bây giờ năm thứ tư, bắt đầu xào thứ tư rồi. Hai ông bà trên 70 tuổi, lên năm móng rồi. Thuê dụng của dân, thấy lãi quá, thấy sướng quá, thấy ngon quá, truyền lại cho mọi người. Bây giờ năm móng vẫn tự làm lấy hết, không thuê một người làm vườn nào. Tức là lấy năm mẫu, tức bây giờ mua cả máy cấy rồi này, con ăn rồi mua cả máy cấy rồi này và mua cả có bị tán bị he hoặc bị nhiều gì không? Tự không có bị là được khỏe mạnh đến rất nhiều nhân ạ. Nhưng mà chưa có sĩ ra là sĩ ra chủ nhà, sĩ ra chủ nhà và anh em trong đó một chuẩn bị của tôi đôi lời chia mọi thứ tham khảo chơi giả toàn giả nha. Tôi thì tên là Dung, mặt mặt tên đầy đủ là Đặng Tâm Dung, quê hương Vĩnh Phúc. Rất vinh dự hôm nay là giữ cái hội nghị hội thảo anh em chia sẻ tất cả chúng ta là đều là quê con núi, nói chung là đặc biệt phải có anh trẻ gì trẻ đang xa là chú Bi và một số người bắt đầu là chú Bi. Tôi thì không làm chú Bi, chúng ta phải nói cái này nói chung hôm nay chúng ta kiểu nói với bọn họ cây bưởi là thứ thời sự mà nước mình đấy, nhưng mà Việt Nam nó trồng rau đặc biệt là năm gần đây có gì không là cây bưởi nó là cái chúng ta nói đầu vào là ra đặc biệt khó khăn trong hai năm vừa qua. Thì tôi thực lòng nói các vị quý vị là tôi là điều bị thương tôi đã có 2 hectare nên là 1 hectare thôi tôi đã sử dụng làm theo quy trình việt nam kia sản xuất theo quy trình việt nam của năm 2020 cho đến 2022 đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kiểm tra năm nghiêm ngặt. Đặc biệt nữa hơn nữa là chúng ta nói gì mà chúng ta đến đây để chia sẻ một vui thành công thất bại cho năm nay và để chúng ta tư duy đổi mới sáng tạo thậm chí đổi để đi đến cái hiệu quả tốt nhất mà có sản phẩm tốt nhất tới tất tay người tiêu dùng, đó là điều anh em đang cần. Vậy thì tất cả những người bán hàng dù công ty nọ công ty kia hoặc là chúng ta bán quán phở bình thường ở xã hội không ai không mua chỉ mình bán cái nào
tôi chỉ muốn nói điều vậy. Thì hôm nay rất cảm ơn công ty Sirius Đông Sơn. Tôi lần này là sản xuất hữu cơ, bắt đầu vào hữu cơ của năm 2022, được cơ quan thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc và đặc biệt là Viện Kinh tế Trung ương hỗ trợ để chúng tôi sản xuất việt gạo của tỉnh Vĩnh Phúc, là cơ sở để chúng tôi toàn sản xuất bưởi, chỉ chuối chưa được bởi vì kinh phí của khóa hạn. Vậy thì tôi sang đây đặc biệt hôm nay xin Đông Sơn thì tôi đã biết rất cảm ơn bà Mạnh và công ty xin Đông Sơn. Tôi đã sử dụng 4 năm này và thật tuyệt vời. Mỗi những người mà không biết về xin, không biết về hạt phân, chúng ta đều là đa lộ. Trong cái thời buổi đa lộ nào phải là đa, nào phải lân, nào phải kali, và các nhân dân chúng ta rất chi là bình thường khi bỏ 1 kg phân đa lộ xuống gốc mà không biết nó còn lại bao nhiêu, cây ăn được bao nhiêu, và có khôi đồ. Cái đó là thực lòng mà là bảo đảm. Chỉ có những nhà khoa học và đặc biệt những người có kỹ năng để sớm tiếp cận các bạn hoặc các bạn để đo độ pH hoặc đo độ đạm lẫn kali để thừa dưỡng lẫn. Cái điều đó chỉ có những nhà sản xuất lớn và mang tính mọi việc để tuyên truyền. Chúng ta ngồi đây để làm gì? Chúng ta liên kết lại, đúng không ạ? Học hỏi, chia sẻ để đi đến tốt đẹp, để cùng nhau phát triển, chứ chúng ta không mang tính cá nhân để thế họ thế kia. Đó là điều tôi rất chi là quý anh em này. Đấy, thật là tôi Vĩnh Phúc không ngừng với du vi mà sắp tới chắc chắn là sẽ có, không đưa thử nhé. Vâng. Thế nhưng mà chúng ta làm, tôi sản xuất hữu cơ của bắt đầu 6 tháng đầu năm 2023 đã được cơ quan thẩm quyền. Tôi mong muốn rằng cái sản phẩm của Sĩ Đông Sơn thì thật tuyệt vời. Vậy thì cái sản phẩm An sát này là của công ty đã được, cũng được các cơ quan thẩm quyền, được các nhà khoa học đứng đầu Việt Nam họ đều để nghiên cứu ra cái sản phẩm tốt nhất cho bà con nông nghiệp trong thời buổi cuộc sống để đến cái tất tay người tiêu dùng cũng vậy. Tôi thì Vĩnh Phúc, tôi không dám níu kéo, tôi không dám làm là đại lý, tôi không dám làm gì làm thêm với tất cả các chứng minh. Vậy thì một chứng minh tôi nên tôi không kêu gọi nhé. Thật lòng mà nói, nếu công ty chúng tôi ở Vĩnh Phúc mà tôi là tầng lớp tiên phong Vĩnh Phúc đã khẳng định như vậy. Vậy thì nếu có duyên hoặc đặc biệt là công ty hợp tác với chúng tôi mong muốn hợp tác để làm gì? Để kiểm chứng. Kiểm chứng ở mặt ở bên Vĩnh Phúc tại sao thế? Tức là chúng tôi là những người không nói đến đầu, thế nhưng cái tầng lớp tiên phong để tuyên truyền và liên kết để cùng nhau phát triển để có sản phẩm tốt nhất đầu tiên cho nghề sau cho bạn. Cái đó là chúng tôi rất mong muốn. Chúng ta làm gì làm, chúng ta làm cái sản phẩm ra bán không có tầm, không có tầm thì xin nói là tất nhiên mai một đây sẽ được mai mà hoa quả đặc biệt bây giờ là quả đây phải là thức nằm mà thôi. Có những người đã biết nó kia tồn tại hay không, tôi dám khẳng định 2 năm hoa quả có tồn tại không, mà tồn tại được không hay là phải do đảng nhà nước các cơ quan thẩm quyền để gì tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân để chúng ta tiến tới việt gạo, tiến tới hữu cơ thì mới có tem, có thương hiệu, tiến tới ô cốp, tới xuất khẩu, mới vào siêu thị được. Còn bình thường chúng ta sản xuất này, tôi xin thưa các quý vị, mỗi năm từ 8-10 bao. Nếu không có đầu ra, không có tin tưởng hoặc nọ kia thị trường thì xin nói là đem cả nhà đem chúng ta sản phẩm. Tôi đang khẳng định như vậy. Vậy chúng ta dù ngon hay không ngon, dù ngọt được bao nhiêu phần trăm, cốt đường bao nhiêu, nhưng cái đầu tiên chúng ta phải có ý thức cho chính gia đình mình đầu tiên là gì, chúng ta phải so sánh để người ăn phải cảm. Tôi mong muốn là một ngày gần nhất đây sang kiểm chứng để tôi sản xuất hữu cơ hiện nay đang làm chính thức, được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đất nước nghiêm ngặt quy trình sản phẩm và báo cáo được nhận thì tôi cái năm ngoài năm kia là anh em mình là sang em bây giờ ô cốp tiến tới ô cốp hữu cơ mà phải hữu cơ mới tồn tại. Tôi tin tưởng được phải thay đổi cái tư duy của mình. Vậy thì cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn chủ nhà, cảm ơn những nhân TV, cảm ơn anh em trong nhóm của du vi đã dành thời gian đặc biệt và bạn để tiếp chúng tôi từ vào những phút sang đây và xin cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên báo cáo cho các bác này.
nhiệt tình tâm huyết sang cho chúng em. Nhưng bây giờ các bác là người dân đã rất hào hứng, trước kết thúc video thì TTV cũng cảm ơn cho cái công ty cho bác triển bên sản phẩm chế phẩm sinh học An Sát, một sản phẩm sạch sẽ đưa ra thị trường lâu rồi, nhưng mà nay thì có duyên gặp TTV và đặc biệt là TTV đến thăm đây là chỗ anh Sang ngồi đây để test để gửi Ruby trái vụ và lại được gặp chỗ bên bác triển. TTV rất cảm ơn các bác đã có một cái sản phẩm tốt để giới thiệu cho bà con. Và TTV cần nhiều cái thông tin với các nhà vườn như bác Kỳ, như bác Lan đây đã dùng rồi để chia sẻ thật hơn thì sẽ có càng là càng lan tỏa tốt hơn, mạnh hơn, có sức lan tỏa rộng hơn. Về bên công ty nói chuyện chia sẻ thì về góc độ là sản phẩm là tốt và bảo đảm nào những người tiêu dùng nói lên thì đã chuẩn nhất, đồng nhất, nhất tất cả các hàng như bác Dung Toán đây. Bác chia sẻ là bác muốn với công ty phải sang tận Vĩnh Phúc nào khảo nghiệm rồi này, bác đầu tiên khi bác mà dùng vào cái sản phẩm tốt rồi còn hơn công ty nó rất nhiều, và khi bác dùng mua bán được sản phẩm 35.000-40.000 của người thì tất nhiên TV không trồng một người nhưng sẽ trồng một cây phúc lan tỏa nhiều cái khác nữa. Cảm ơn các bạn, chào bác. Chúng ta đi em ơi các bạn.